Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 56 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ánh mặt trời xuống núi đỏ rực, Tần Vũ vẻ mặt nghiêm trang, khoanh chân ngồi trên mỏm núi. Xung quanh tràn ngập vũ khí trong suốt, nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại, thân ảnh Tần Vũ có chút mông lung huyền ảo. Bộ dáng trang nghiêm kết hợp với khuôn mặt anh tuấn càng toát lên vẻ mê người. Chỉ thấy trên da tay Tần Vũ, tất cả lỗ chân lông mở ra từng tia hỗn độn khí li ti hút vào trong thân thể, mà tinh vân trong đan điền kia hiện tại đang xoay rất nhanh. Còn kim hạch trong đó màu sắc dần dần đậm lên, không giống màu sắc nhạt nhạt lúc đánh nhau với kim tư nữa. Tại giữa kim hạch, một điểm đen nhỏ đã được hình thành, cũng được xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Tần Vũ như trước vẫn dùng thần thức quan sát thì sợ rằng không thể phát hiện dị trạng của kim hạch. Bốn phía kim hạch mỗi hướng có một tiểu nguyên hạch màu vàng bay vòng quanh với một quỹ đạo rất huyền diệu, tựa hồ giống như sự vận chuyển của các hành tinh, vừa giống như không phải, giống như thủy ngân hỗn độn khí tinh thuần trong thiên địa, trong lúc đó dọc theo kinh mạch Tần Vũ mà tiến vào bên trong, phảng phất như là nước sông trở về biển vậy, từ bốn phương tám hướng tiến vào trong tinh vân. Mặc dù chỉ có những sợi li ti, nhưng là hỗn độn khí chỗ nào cũng có. Kinh mạch Tần Vũ phảng phất như hấp thu được rất nhiều khảo nghiệm vậy. Nói thẳng ra là mỗi kinh mạch như là chậm rãi bị hỗn độn khí nới rộng ra. Vốn tinh vân lúc trước hai màu vàng và bạc xen lẫn, nay sau khi hỗn độn khí rót vào dần thay đổi màu sắc, hai màu dần dần hòa vào nhau, dần dần biến thành đen nhánh, chỉ có nguyên hạch vẫn giữ màu sắc như trước. Sau khi hỗn độn khí rót vào tinh vân, dòng suối bên trong không hề xoay tròn, phảng phất như là một cái đầm chết, chỉ tản ra khí tức của một cái hồ. Tần Vũ kinh ngạc quan sát dị biến bên trong đan điền, trong lòng rất khó hiểu. Tinh vân nay lại biến thành bộ dạng như vậy, còn bên trong kim hạch trung tâm lại xuất hiện một dòng suối màu đen, đó là cái gì vậy đây? Cùng kim tư đại chiến một trận, Tần Vũ đã được kích phát tất cả tiềm lực, tinh thần lĩnh vực vốn tiêu hao hết, lúc này tại bên trong đan điền lại tràn ngập hỗn độn lực cực kỳ tinh thuần, mà màu sắc của tinh vân cũng chậm chậm thay đổi màu sắc, không còn màu vàng như trước mà là vô sắc trong suốt. Trong lúc đó, hỗn độn lực trong thiên địa xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ. Trong tinh vân, toàn bộ tinh thần lực được hình thành đều là mới. Tần Vũ nở một nụ cười, nguyên thần cũng thuần tịnh vô cùng, hai mắt vốn nhắm chặt bỗng nhiên mở to, một đạo tinh quang trong mắt rất khó nhìn thấy lóe lên rồi chợt biến mất. Ngón tay vươn ra chỉ về phía trước, oanh một tiếng, dường như Tần Vũ mới chỉ hướng tay về phía mỏm núi kia thì liền vang lên một tiếng đinh tai nhức óc. Tần Vũ chấn kinh, thần thức vội vàng mở ra, lại phát hiện thần thức lúc này tại thảo nguyên giống như cá gặp nước, cực kỳ dễ dàng quan sát. Xa xa 20 dặm, ba thân hành với tốc độ cực cao bay tới. Phía trước là một thiên nhân trung niên nam tử bốn cánh, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt hiện lên quang mang lãnh khốc. Phía sau hắn là hai gã thanh niên nam tử bốn cánh gấp gáp bay theo, về mặt cũng là đằng đằng sát khí. Cảm nhận được khí tức trên ba người này còn mạnh hơn cả kim tư, trong lòng Tần Vũ bùng lên chiến ý vô hạn. Ba người này đúng là đối thủ tốt nhất sau khi tu vi vừa mới tiến bộ. Nghĩ vậy, thần thức Tần Vũ quét qua mỏm núi nọ, thảo nguyên phía dưới phương viên 3 dặm, cây cỏ đều biến mất. Một cái hố to sâu ít nhất 20 thước xuất hiện trước mặt. Chà, hỗn độn lực này thật là lợi hại. Tần Vũ miệng há hốc kinh ngạc nhìn cái hố to trước mắt. Khi ba người kia tiếp cận mỏm núi đang đứng mới chậm rãi định thần lại, âm thầm xuất ra một đạo tinh thần lực hồi phục lại nguyên trạng trên mặt đất. Sau đó Tần Vũ mới lơ lửng trên không trung, đôi mắt xẹt ra điện quang lạnh lùng nhìn về phía xa xa, khí thế hung hung bá đạo. Các người rốt cục cũng đã tới, ta sắp công nhận được rồi. Tốc độ phi hành của ba người rất nhanh, cơ hồ đảo mắt đã phiêu phù trên mỏm núi. Tần Vũ không đợi ba người nói, lạnh lùng nói: không thể tưởng tượng được Từ Dực Thành lại có nhiều cao thủ bốn cánh như vậy, xem ra ta có chút xem thường thế lực của Từ Dực rồi. Trung niên nam tử đứng đầu đang lăng không nghe được lời Tần Vũ, con mắt trợn lên, lãnh quang hiện ra, nhàn nhạt nói: thực lực của Từ Dực Thành, một tiểu mao tử như ngươi căn bản không thể nào biết được đâu. Nếu không phải xem thường thực lực của các ngươi thì chắc chắn các ngươi không có khả năng thuận lợi thoát ra khỏi Từ Dực Thành như vậy. Nhìn Tần Vũ đang đứng giữa không trung, trung niên nam tử mặt lộ ra vẻ khinh thường, nghĩ đến người này so với lúc hắn còn trẻ còn kém xa. Kim Tư cũng chỉ là một phế vật,
Tiểu Mao Tử ngươi mà cũng làm kinh động đến trưởng lão chúng ta sao? Tử Dực cũng thật là, lại giao cho chúng ta việc nhỏ nhặt thế này. Trung niên nam tử quay đầu nhìn hai gã trẻ tuổi lớn tiếng nói: Hai người các ngươi lên bắt Tiểu Mao Tử này cho ta, đây là nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi. Hai gã thanh niên cung kính vâng mệnh, đồng thời liếc mắt nhìn về phía đối phương, trong lòng cảm thấy hưng phấn. Trong bàn tay đều xuất ra một thanh trường kiếm, khí lạnh thoát ra trong nháy mắt bay đến dưới chân mỏm núi. Tần Vũ lạnh lùng nhìn ba người, thấy hai gã thiên nhân trẻ tuổi đang đánh tới, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, trong lòng tự nhủ: Kiền khôn trận pháp không phải là đồ bỏ mà các ngươi có thể phá được. Ta muốn xem các ngươi sau khi nếm qua đau khổ sẽ có phản ứng thế nào đây. Bàn tay vừa lật lên, một đạo tinh thần lực không màu trong nháy mắt bộc phát ra, lập tức khởi động kiền khôn trận. Ba gã thiên nhân kia tu vi đều không thấp, nếu không sao có thể trở thành trưởng lão đây. Trung niên nam tử bốn cánh, theo Tần Vũ phán đoán, hắn đã đạt tới bốn cánh thượng cấp đỉnh cấp, khoảng cách đột phá cũng chỉ là rất nhỏ. Mà hai gã thanh niên nam tử kia tu vi thấp hơn, nhưng cũng đã đạt tới bốn cánh trung cấp, cũng có thể sắp lên thượng cấp. Hai gã thanh niên nam tử trong nháy mắt đã xuất hiện tại chân mỏm núi, khí tức vô cùng sắc bén, cùng sát ý xông lên tới Tần Vũ. Mà Tần Vũ dường như không chút nào né tránh, mặc cho khí tức hai người hướng tới mình. Chỉ thấy không gian trên mỏm núi đột nhiên vặn vẹo, khí tức của hai người kia nhất thời bị một không gian ba động kỳ lạ hấp thu vào, không tạo thành nguy hại gì cho Tần Vũ. Hai người chấn kinh, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, khẽ quát một tiếng liền xông tới chỗ Tần Vũ. Tần Vũ lạnh lùng nhìn hai người, nụ cười lãnh khốc từ miệng hiện ra, nhàn nhạt nói: Khốn! Lời vừa cất lên, chỉ thấy thiên địa ở chỗ hai gã thiên nhân kia, trong lúc đó có một cỗ hỗn độn lực đậm đặc xuất hiện xung quanh hai người. Kiền khôn trận pháp Tần Vũ đã trải qua bao nhiêu năm lĩnh ngộ và cải tiến, sớm thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của trưởng khống giả. Hôm nay trận pháp với tâm linh tương liên, tùy theo ý nghĩ Tần Vũ mà không ngừng biến ảo, phát ra một lời cũng chỉ là gia tăng thêm chút áp lực mà thôi. Tu vi Tần Vũ bây giờ suy giảm, muốn tùy ý mà thao túng kiền khôn trận pháp là vạn vạn lần không thể. Nhưng kiền khôn trận pháp là kiểu cấp trận pháp siêu việt, cho dù ở Hồng Mông không gian, tại nhân giới trận pháp này tuyệt đối là chí cao vô thượng. Cho nên tuy nói Tần Vũ bây giờ chỉ có thể điều khiển một phần biến hóa của trận pháp, nhưng vẫn có thể vây khốn hai gã thiên nhân bốn cánh này. Hai gã thiên nhân bốn cánh kia chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên xuất hiện một trận ba động, không khí bốn phía ngưng lại, khiến cho cử động của hai người rất dễ dàng, ngay cả trọng lượng cơ thể cũng dần dần giảm đi. Trong lòng hai người kinh hãi, thanh niên nam tử bên phải hét lớn đánh mạnh về phía trước một quyền, lực lượng cường đại trong phút chốc bộc phát từ cơ thể ra, xé rách không khí bốn phía. Theo quyền gió hắn đánh ra, không gian phía trước hai người vốn đang ngưng động nay đã chuyển động. Hai người đồng thời tiến lên trước năm thước, nhìn một quyền đầy uy lực của thanh niên kia, Tần Vũ thầm bội phục, có thể dùng một quyền phá vỡ không gian đã được phong tỏa như vậy, Tần Vũ hiện giờ vẫn chưa làm được. Tuy nói kiền khôn trận pháp trong tay hắn lúc này không thể phát huy được uy lực, nhiều nhất chỉ phát huy được một phần tác dụng, thế nhưng dù sao đây cũng là trận pháp vô cùng huyền diệu. Hai người kia tiến đến trước năm bước lại bị vây khốn trong không gian, thân thể giống như bị rơi xuống đầm lầy, một cú áp lực vô hình khiến hai thanh niên nam tử này thở gấp. Thanh niên nam tử bên phải liếc mắt với người bên cạnh, lạnh lùng nói: Tới ngươi. Người kia lạnh lùng gật đầu không nói gì, cũng một quyền đánh ra, đánh về phía không gian ngưng động phía trước. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, trận trận kinh khí ba động truyền khắp cả mỏm núi. Hai thanh niên nam tử phảng phất như bản thân giữa biển rộng vậy, nguyên khí thiên địa phiến động chớp lên. Trung niên nam tử đang đứng ngoài theo dõi, thấy hai gã thiên nhân kia thần sắc hết sức khó coi, liền hừ lạnh lớn tiếng ra lệnh: Nhanh giết hắn cho ta. Hai gã thiên nhân kia nghe vậy hung hăng nghiến răng nhìn Tần Vũ, phiêu phù phía trên mỏm núi hiện lên sát ý lạnh như băng, năng lượng toàn thân bộc phát, nguyên khí bốn phía bắt đầu khởi động. Tần Vũ lạnh lùng nhìn hai người, thân ảnh chật lóe xuất hiện bên cạnh hai gã thiên nhân, dùng một quyền đánh vào bên hông của thanh niên nam tử bên phải. Nắm tay chưa đến, khí tức tràn ngập năng lượng hủy diệt đã theo quyền phong truyền đến bên cạnh hai người. Bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng áp bức làm cho không cách nào phản kháng, đồng thời vây quanh không khỏi kinh hãi. Thanh niên nam tử bên phải thoạt nhìn ý chí có vẻ kiên định hơn người còn lại một chút. Khi khí thế tiến gần đến thân thể hắn, vẫn còn có thể miễn cưỡng bảo trụ tâm trí ổn định. Hắn quát lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên bích phát ra kịch liệt nhu quang màu trắng, trường kiếm trong tay đâm ra, rất nhanh ngạnh tiếp khí tức bạo liệt của Tần Vũ. Thấy thanh trường kiếm đang hướng về phía mình nghênh chiến,
Tần Vũ lạnh lùng cười, vốn đã đánh ra nửa quyền lập tức thu hồi lại, thân ảnh hắn bỗng dưng biến mất trước mặt hai người. Bốn phía vắng lặng, ngoại trừ không gian đang ngưng động thì dường như chẳng có gì xảy ra cả. Tần Vũ biến mất, áp lực hủy diệt trên thân thể hai người thanh niên nam tử kia nhất thời cũng không còn. Thiên Nhân bên trái liếc mắt về phía người bên cạnh, trong mắt hiện lên nét kinh hãi. Bạch quang của trường kiếm trong tay lóe lên, cẩn thận đề phòng xung quanh, nguyên lực toàn thân vận chuyển nhanh. Chỉ là hai người tìm thế nào cũng không phát hiện ra thân ảnh Tần Vũ. Hai người toàn lực vận chuyển năng lượng trong cơ thể, quanh người đều có quang mang màu trắng bao phủ. Chẳng biết là vì thân phận khác biệt hay là muốn rèn luyện hai người mà trung niên nam tử vẫn như trước lạnh lùng đứng đối diện với Mộc Bài, quan sát hai người bị vây khốn trong trận. Hắn cũng nhận ra không gian phía sau Mộc Bài này đều có biến hóa. Dù sao thì nét mặt cũng cho thấy hắn đối với hai người kia cực kỳ tin tưởng. Bỗng dưng một đạo lực lượng vô hình vô sắc từ phía sau hai thiên nhân trẻ tuổi kia đánh úp. Tần Vũ với khuôn mặt anh tuấn vô cùng cũng xuất hiện phía sau bọn họ, uy mãnh đánh tới hai người. Hai người kia cũng rất nhanh phát hiện phía sau không ổn, liền xoay người lại, hai đạo kiếm khí đón đỡ. Có điều bọn họ không nhận ra phía bên phải còn có một lực lượng vô thanh vô tức ẩn hình công kích tới. Oanh phanh, hai âm thanh đồng thời vang lên, kình khí ba người đập vào nhau chính là kình khí phía sau hai người và của Tần Vũ va vào nhau, còn lại là thanh âm của lực lượng bên phải hai người đã đánh tới. Oanh oanh, một bóng người cao cao hiện lên, máu trong miệng phun ra xa cả thước, chính là thiên nhân trẻ tuổi bên phải. Thân ảnh Tần Vũ lại biến mất, xuất hiện trên mỏm núi lúc trước. Hèn hạ! Thiên nhân bên trái phẫn nộ quát to một tiếng, đồng thời vội vàng đỡ lấy thiên nhân vừa bị trúng đòn đang rơi xuống. Hắn trợn mắt nhìn Tần Vũ, phảng phất như là khắc sâu hận ý vào trong mắt vậy. Tần Vũ lạnh lùng cười, khinh thường nói: có gì là hèn? Chẳng lẽ cái tên Tử Dực thành chủ, chó má các ngươi, muốn bắt muội muội của ta thì không tính là hèn hạ sao? Chẳng lẽ ba gã thiên nhân bốn cánh các ngươi đến đây muốn bắt ta vốn chỉ là thiên nhân ba cánh thì không tính là hèn hạ sao? Thanh niên nam tử bên trái á khẩu không thể nói thêm, sắc mặt hắn đỏ bừng. Tần Vũ nhếch miệng nhìn thiên nhân trung niên kia nói: nếu không phục chúng ta một chọi một, miễn sao các ngươi đừng nói Tần Vũ ta khinh dễ các ngươi. Trung niên thiên nhân trong mắt hiện lên thần sắc thích thú, nhìn Tần Vũ đang lơ lửng trên mỏm núi, trên người thoát ra khí tức nhàn nhạt, không thể một lời mà tả hết, tán thưởng nói: người trẻ tuổi rất tốt, còn hơn nhiều cái tên Tử Dực thành này cả ngày chỉ biết hưởng thụ. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua thiên nhân trẻ tuổi bên trái kia đang hậm hực quát to nói: Tả Dực, ngươi trước tiên cùng hắn đấu một phen, nếu thua ngươi tự nghĩ đi. Thanh niên nam tử kia sắc mặt biến đổi, muốn cãi lại nhưng tự hồ đối với trung niên nam tử này vô cùng e sợ, do dự nhìn Tần Vũ, cắn răng nói: ngươi là Tần Vũ, hôm nay ta Tả Dực cùng ngươi quyết tử chiến, muốn xem ngươi có bản lĩnh gì hơn chúng ta đây. Tần Vũ không thèm nhìn hắn, vẫn chăm chú liếc trung niên nam tử kia, nhàn nhạt nói: hắn không phải đối thủ của ta, hay là ngươi tự mình ra tay đi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Tần Vũ, bỗng nhiên cười to nói: tốt, tốt, đã mấy trăm năm qua ta không có động thủ, hôm nay cũng là ngươi chủ động khiêu chiến cùng ta. Người trẻ tuổi, hào khí ngút trời, thật đáng để ta kinh ngạc. Nếu ngươi chấp nhận yêu cầu của ta, ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trước tiên thả hai người bọn họ ra, ta lấy danh nghĩa đế hoàng thề nếu chúng ta thua lập tức rời khỏi nơi này. Từ nay về sau trưởng lão đường Tả Dực thành sẽ mặc kệ ngươi và Tử Dực có mâu thuẫn gì, thế nào? Tần Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: ta sẽ tin ngươi một lần, nếu ngươi nuốt lời có trời chứng giám, ta nhất định sẽ đòi lại ngươi gấp trăm lần. Vừa dứt lời, quang mang quanh thân thể hai người kia chợt lóe lên, phút chốc đã trở lại bên cạnh trung niên nam tử. Hổ thẹn nhìn hắn, lại bị hắn hừ lạnh, còn ra lệnh cho hai người đứng một bên xem. Tần Vũ, mặc dù ngươi là người trẻ tuổi, nhưng cũng không có nghĩa là ta thủ hạ lưu tình. Hy vọng ngươi không chết, chỉ cần ngươi có thể cản trăm chiêu của ta, việc hôm nay chấm dứt tại đây. Tần Vũ hờ hững, tự tin nói: không cần ngươi nhường ta, chúng ta chính là dùng bản lĩnh thực sự để đấu với nhau một phen. Nếu ngươi thắng, ta, Tần Vũ, sẽ tử vẫn tại chỗ. Nếu ngươi thất bại, chỉ cần ngươi làm thuộc hạ cho ta là được rồi. Mục Thiên ngẩn người ra, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất như là nghe được câu nói hài hước nhất từ trước tới nay vậy, liền nói: người trẻ tuổi có hào khí như vậy là rất tốt, nhưng nếu quá mức thì sẽ biến thành kiêu ngạo đấy. Được rồi,
Cứ như ý ngươi đi, ta cũng muốn xem ngươi như thế nào có thể đánh bại ta đây. Tần Vũ gật gật đầu, mắt lại nhìn phía sau mỏm núi. Bọn tình nhi vẫn như trước chìm đắm trong tu luyện, mỗi người đều hiện lên thần sắc an tĩnh. Đến đây đi! Mục Thiên hét lớn, thân thể hóa thành ba đạo ảo ảnh xoay tròn tại chỗ, lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Nếu là một trọi một, Tần Vũ không hề cố ý sử dụng Kiền Khôn trận pháp, huống chi nhìn thấy Mục Thiên còn chưa đạt tới cảnh giới năm cánh, trong lòng cũng có ý nghĩ thu phục nên không muốn dùng ngoại lực mà đánh bại. Thân ảnh Tần Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, phất tay một cái, Kiền Khôn trận pháp phía sau quang mang lóe lên, nhất thời toàn lực vận hành. Hôm nay khiến cho Tần Vũ ta hết sức đánh một trận, cho các ngươi chiêm ngưỡng một phen. Tần Vũ trong lòng âm thầm quyết định, khẽ quát một tiếng, thân thể đã xuất hiện trước mặt Mục Thiên đánh một quyền. Trường gió đầy trời cùng với áp lực to lớn truyền đến, trong mắt của Mục Thiên lại có vẻ như tán thưởng, khóe miệng nở nụ cười lãnh khốc, cũng dùng một quyền nghênh tiếp. Oanh! Hai cỗ kình khí va vào nhau rồi bùng phát nổ tán ra xung quanh, cây cối trên thảo nguyên ngã rạp hết cả. Tà Dực đỡ thanh niên nam tử kia rất nhanh lui lại phía sau, nhưng phải vài trăm thước mới ngừng lại được. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt lại áp sát vào nhau, Tần Vũ và Mục Thiên lại đứng tại vị trí lúc đầu nhìn chăm chăm đối phương. Thiên địa trong lúc đó có một cỗ khí tức bao phủ, không gian xung quanh đường dường như đọng lại, cây cỏ toàn bộ biến thành khói trong khu vực hai người đang đứng. Chỉ thấy quanh thân Tần Vũ có một cỗ lực lượng kỳ lạ chậm rãi xuất hiện, từ từ khuếch tán ra ngoài, bao phủ cả Mục Thiên vào trong. Hỗn độn tinh thần lĩnh vực! Giọng nói Tần Vũ rất lạnh, theo thanh âm hắn truyền ra, không gian xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa lớn. Mục Thiên chỉ cảm thấy nguyên khí thiên địa xung quanh biến hóa rất lớn, cánh của hắn không có cách nào từ không gian hấp thu một tia linh khí, năng lượng lúc này hoàn toàn đều là nguyên khí tinh thuần do mấy trăm năm qua tích lũy được, phảng phất như đã bị giam hãm trong bùn lầy. Mục Thiên hoảng sợ lùi về phía sau, hắn căn bản không có nghĩ đến Tần Vũ lại có loại công pháp cổ quái mà uy lực lại cực kỳ lớn như vậy, có thể xem như đây là thiên nhân ba cánh có thể khống chế một phiến không gian vậy. Chứng kiến cảnh này khiến đôi mắt hắn quang mang đại thịnh. Thanh âm Tần Vũ vừa dứt, thân ảnh đã trực tiếp xông tới tấn công Mục Thiên. Trong tinh thần lĩnh vực, không gian hoàn toàn đều là do hắn điều khiển, một quyền đánh ra, từng cái khe không gian xuất hiện bên cạnh Mục Thiên, phảng phất như là quái thú chỉ trực nuốt hắn vào bụng vậy. Hai tay Mục Thiên tạo thành chữ thập, cánh phía sau rất nhanh phiến động, từng đạo nguyên lực màu trắng dần dần hình thành một vòng bảo vệ hình trụ, rất nhanh bao lấy thân thể hắn. Quát, bạo cho ta! Nguyên lực hình trụ màu trắng kia bỗng dưng chia làm bốn hướng phóng ra, phút chốc đã hủy diệt hỗn độn tinh thần lĩnh vực của Tần Vũ. Tần Vũ toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, thoạt nhìn đứng giữa không trung rất là khó khăn. Mà Tần Vũ đang ở giữa không trung, không bởi vì lĩnh vực bị sụp đổ mà dừng công kích, toàn thân hắn biến thành một đoàn khí sắc, nháy mắt đã tới bên cạnh Mục Thiên, hóa thành từng đạo ảo ảnh đánh về phía Mục Thiên. Phanh phanh phanh! Thanh âm bạo liệt không ngừng vang lên từ không trung. Hai mắt Tả Dực vốn vẫn chăm chú quan sát, nay khó khăn lắm mới có thể thấy được hai đạo thân ảnh đang cuốn lấy nhau, đồng thời quang mang màu trắng đang xoay nhanh trên đỉnh đầu hai người, cơ hồ không thấy rõ người nào là Mục Thiên, người nào là Tần Vũ. Thanh âm bạo liệt cứ thế vang lên, kết hợp với những tiếng hừ lạnh khiến cho hai người đánh nhau càng kịch liệt, giống như hai con rồng, thân ảnh hai người xuất hiện chỗ nào thì nơi ấy hiện lên từng cái hố sâu, trông như là thiên thạch rơi xuống tạo nên vậy. Mặt trời dần dần khuất núi, thân ảnh hai người cũng chậm chậm dần, tự hồ như đã hao phí không ít năng lượng. Tả Dực lúc này đã có thể thấy rõ ràng thần sắc của hai người, chỉ thấy Tần Vũ thần sắc càng ngày càng thoải mái, tay chân huy động cũng rất dễ dàng, phảng phất như không tốn chút khí lực nào, cực kỳ tự nhiên. Mà Mục Thiên cả người mặc đồ trắng, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, thậm chí khóe miệng còn lộ ra tia máu, sắc mặt nghiêm trọng cùng với mồ hôi đầm đìa trên trán, có thể thấy được áp lực lúc này của hắn là rất lớn, đang cố gắng hết sức. Khí tức hai người vừa mới hồi phục thì lại bắt đầu bạo phát, khí tức của Tần Vũ đang đuối dần trở nên nghiêm trọng, mà khí tức của Mục Thiên cũng là sát ý mười phần. Chỉ có một điều khác biệt giữa hai khí tức, vừa rồi khí tức trên cơ thể Tần Vũ cực kỳ bạo ngược, nay lại khiến cho người ta có cảm giác rất chân chính, bình thản vô cùng, khiến cho Tả Dực còn nghĩ hay là chính mình có ảo giác. Bỗng dưng Mục Thiên quát lớn một tiếng, đôi mắt phút chốc biến thành đỏ sậm, lạnh như băng, sát ý bạo liệt theo tiếng hét của hắn biến thành một đạo khí trắng hồng đánh tới Tần Vũ.
Tần Vũ mỉm cười, ngón tay biến thành kiếm khí vọt tới. Xoẹt xoẹt, một âm thanh xé gió truyền vào tai Tả Dực. Thanh niên nam tử đang đỡ người bên cạnh, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, nhìn về phía Tần Vũ. Chỉ thấy thân thể Mục Thiên giống như cái bao tải, bị Tần Vũ phiêu phù giữa không trung liên tục đấm đá, không hề có chút phản kháng. Mà Tần Vũ lại được thế không tha, quyền cước liên tục tung ra điên cuồng, nhằm đích là người Mục Thiên. Một quyền, hai quyền, ba quyền, cơ hồ như mỗi một quyền đánh ra, miệng Mục Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhũ quang trên người hắn đang ảm đạm dần. Tả Dực thấy vậy, con người thiếu chút nữa rơi xuống dưới. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Mục Thiên trưởng lão tại Trưởng lão đường cũng thuộc loại cao thủ hàng đầu, vậy mà giờ đây lại bị một thanh niên đánh cho thê thảm như vậy, cả người thành một cái bao cát. Oanh! Toàn thân Tần Vũ bùng phát ra quang mang nóng cháy, hai tay mang theo đoàn khí lưu không ngừng xoay tròn, nhìn thì có vẻ rất chậm, thực tế là cực kỳ nhanh công kích lên người Mục Thiên, phút chốc đã đánh cho hắn bay vào trong Kiền Khôn đại trận. Một tiếng răng rắc chính là tiếng xương đầu vỡ từ Mục Thiên phát ra, bay xa dần, lại thoáng nghe được cả tiếng xương lập cập do sợ hãi của Tả Dực. Không, đừng qua đây, ta là người của Mục Thiên trưởng lão. Thấy Tần Vũ nhìn mình như nhìn một kẻ đã chết, Tả Dực chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, gân cốt toàn thân co rút lại. Nghe được hắn nói là người của Mục Thiên, mắt Tần Vũ liền sáng lên, sắc mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh nói: Nếu ngươi là người của Mục Thiên, hắn cũng đã nghe lời chúng ta giao ước, bây giờ còn phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Tần Vũ trong lòng thầm nhủ, phải thu phục được Mục Thiên. Nghe Tả Dực tự xưng là người của Mục Thiên, tất nhiên trong lòng có chút phân vân. Nhìn Tả Dực đỡ thanh niên nam tử bên cạnh, người đó vẫn bị hôn mê từ trước, xem ra chính là bị một kích của mình khiến bị thương không nhẹ. Tả Dực thấy Tần Vũ nhìn thiên nhân bên cạnh như vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ không đành lòng, nét mặt do dự nói: Hắn là Hữu Dực, là đệ tử đắc ý của đại trưởng lão. Tần Vũ mỉm cười, chỉ cần hắn không phải là người của Mục Thiên thì tốt rồi, còn cần để ý tới hắn là đệ tử của ai nữa đây. Nhìn bộ dạng của thanh niên nam tử này thật sự vô cùng kiên định, tính cách cũng rất cương nghị, nếu giữ lại nhất định sẽ không dễ dàng mà quy phục mình. Nghĩ vậy, lông mày Tần Vũ có chút nhướng lên. Nếu như giết thiên nhân này cũng không phải là không thể, thế nhưng người này không có ác tính với mình, càng không có cừu oán, nếu giết thật có chút nhẫn tâm, nhưng nếu không giết, xem bộ dạng của hắn thì nhất định sẽ không quy phục mình. Như vậy hắn sẽ trở về từ Dực Thành, và tất nhiên sẽ đem đến rất nhiều cao thủ truy kích đến, lúc đó sợ rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng có chút do dự, sắc mặt Tần Vũ bên ngoài cũng không có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước, khiến cho Tả Dực không cách nào đoán ra ý nghĩ của hắn. Trong lòng Tả Dực càng thêm sợ hãi, lo rằng thanh niên nam tử cổ quái tuấn mỹ hơn hắn gấp trăm lần này sẽ giết hắn. Trong khi hai người đang nói chuyện thì bên trong Kiền Khôn đại trận xa xa truyền đến một tiếng rên rỉ. Tần Vũ quay đầu lại nhìn, đã thấy Mục Thiên đã tỉnh táo trở lại, khó khăn bay ra phía hắn. Chỉ là Kiền Khôn đại trận lúc này đã bị Tần Vũ dùng hết công lực vận hành, hơn nữa Mục Thiên đang bị thương nặng, cánh sau lưng đã sơ sát, tuy không bị đứt rời nhưng là nhỏ lại không ít, quang mang cũng nhạt dần, vừa nhìn cũng đã biết hắn lúc này không thể nào sử dụng nguyên lực. Mộc Thiên từ phía dưới mỏm núi bay tới cũng là vô cùng gian nan, nhìn như là đi theo một đường thẳng tắp, nhưng thật ra lại nhìn không đến cuối. Tần Vũ nhíu lông mày, phất tay một cái, Kiền Khôn đại trận đã tống Mộc Thiên ra ngoài. Thấy người trước mặt xương đầu cơ hồ vỡ nát nhưng vẫn kiên cường đứng đó, trong lòng cũng sinh ra lòng kính nể. Kiếp trước tuy nói Tần Vũ không có nhiều thuộc hạ, nhưng hắn bản thân là chỉnh khống giả nên có con mắt nhìn người, cho nên khi thấy bộ dáng của Mục Thiên, Tần Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của người này. Người như thế tính cách nhất định quật cường, một khi có chuyện xảy ra sẽ không dễ dàng mà phản bội, cho nên tuyệt đối là một thuộc hạ đáng tin cậy. Nhìn hai mắt Mục Thiên đã tỉnh thần trở lại, Tần Vũ biết chuyện này không phải là quá lớn, sẽ không vì bị hắn đả thương mà không gượng dậy nổi, tuy nhiên trong lòng có chút lo lắng nên hỏa hoãn dần. Mục Thiên, còn nhớ giao ước giữa chúng ta chứ? Mục Thiên ngẩn người ra, tâm trí hắn lúc này cũng vừa mới tỉnh táo, bị cường lực của Tần Vũ đả thương có thể khôi phục được như thế này cũng là rất khó khăn, cho nên mới nghe câu hỏi của Tần Vũ hắn không khỏi sừng sốt. Nhớ? Thần sắc Mục Thiên có chút buồn bã, nghĩ đến giao ước lúc trước, đương nhiên trận giao chiến vừa rồi giữa hai người hắn cũng sẽ không bao giờ quên. Nghĩ đến sau này phải làm thủ hạ cho một người tuổi chỉ bằng 1/10 của hắn, cũng là hiện lên vẻ buồn bực, có chút xấu hổ, không thể nhất thời chấp nhận việc này, khiến cho hắn không cách nào mở miệng gọi chủ nhân, bản thân hắn chỉ muốn tự tử cho rồi.
Thấy vẻ mặt phức tạp của Mục Thiên như vậy, Tần Vũ cũng có thể hiểu được vài phần. Phải biết rằng Mục Thiên nói như thế nào cũng là trưởng lão của trưởng lão đường tại Tử Dực Thành. Hơn nữa xem uy thế vừa rồi của hắn, chắc chắn địa vị tại Tử Dực Thành không nhỏ. Nói không chừng còn là nhân vật cấp cao ở trưởng lão đường cũng nên. Hôm nay có thể khiến hắn khuất phục mình như vậy thật có chút khó khăn. Cho dù là bại dưới tay mình, muốn hắn thành tâm quy phục cũng phải tốn nhiều công sức. Tần Vũ nghĩ vậy, muốn hắn tự nguyện làm việc cho mình, cho nên phải nắm chắc suy nghĩ của hắn, cũng chính là ham muốn của hắn. Trầm ngâm một lát, thấy Mục Thiên sau hồi lâu không nói lời nào, sắc mặt lại trở nên đỏ bừng, có vẻ cực kỳ khó coi. Tần Vũ mỉm cười nhàn nhạt nhìn Mục Thiên nói: "Nếu ta đoán không sai, thì Tử Dực Thành các ngươi trong số thiên giới 8 đại thánh hoàng có thực lực yếu nhất." Tại Tử Dực Thành đào khoáng 1 năm, tuy ngày thường Tần Vũ không có nói nhiều, nhưng là vì tìm kiếm tung tích của Gia Gia và mọi người, cho nên vẫn sai Ưng Phong và Cam Vân đi dò la tin tức, âm thầm tìm hiểu một chút về Tử Dực Thành và thiên giới, cho nên hôm nay chuyện tại thiên giới này cũng không quá xa lạ. Thấy Mục Thiên buồn bã gật đầu rồi lại không nói lời nào, Tần Vũ vẫn nở nụ cười nói: "Tử Dực Thiên Vương cũng là người yếu nhất trong bát đại thiên vương đúng không? Nghe nói hắn chỉ có 5 đôi cánh, cùng lắm là đạt tới 5 cánh thượng giai. Ta còn nghe nói trong bát đại thiên vương ngoại trừ hắn ra toàn bộ đều là 6 cánh. Hơn nữa tu vi kinh khủng nhất phải tính đến Hỏa Dực Thiên Vương và Băng Dực Thiên Vương. Bọn họ khó khăn lắm mới có thể đạt đến cảnh giới 7 cánh, nhưng xét cho cùng chỉ là cơ duyên mà thôi." Mục Thiên trầm ngâm một lúc rồi khó khăn nói: "Điều đó thì có liên quan gì đến ta? Mục Thiên ta không có ham muốn trở thành thiên vương, chỉ thầm an tĩnh tu luyện, chờ một ngày có thể đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng 9 đôi cánh mà thôi. Những chuyện khác ta không quan tâm." "Đúng à." Tần Vũ vỗ tay hưởng ứng, đôi mắt hiện lên quang mang tinh quái cười nói: "Đúng là ta đang nghĩ Mục Thiên ngươi không ham quyền thế phú quý, cho nên ta mới đưa ra cái ước định kia." Nhắc tới ước định, sắc mặt Mục Thiên không nhịn được lại xấu hổ, bị một người tuổi tác kém hơn mình rất nhiều, hơn nữa thực lực lại kém hơn, đánh bại trong lòng không khỏi khổ não. Thấy sắc mặt Mục Thiên lại như thế, Tần Vũ trong lòng cũng có chút cao hứng, nhàn nhạt nói: "Tu luyện giả không quá để ý đến vật ngoài thân, đó cũng chính là điều kiêng kỵ nhất. Mặc dù công pháp của thiên tộc các ngươi tương đối đặc biệt, tất cả đều là vì thực lực mà cố gắng. Tuy không có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng là nếu cảnh giới chưa tới mức mà miễn cưỡng đột phá thì đúng là vô ích, có khi còn làm hại đến bản thân, có khi còn tự bạo mà chết đi cũng rất khó nói. Mà Mục Thiên ngươi lại không để ý đến nguy hiểm, mạnh mẽ tiến vào cảnh giới 5 cánh. Nếu không phải vừa rồi chúng ta đối chiến không khống chế được năng lượng trong cơ thể, thì ngươi cũng không đến nỗi bị thua thảm như thế vậy." Tần Vũ giọng khàn khàn nói, sắc mặt Mục Thiên ngày càng khó coi. Vừa rồi hai người đánh nhau, năng lượng trong cơ thể Mục Thiên có một lúc không thể khống chế, khiến hắn thiếu chút nữa thì bị chính năng lượng này phản lại. Lúc đó Tần Vũ cũng nhanh chóng chiếm được ưu thế, đánh hắn thê thảm như vậy. Điều này khiến cho Mục Thiên hiểu được tình hình trong cơ thể của mình, trong lòng thầm nghĩ phải chuyên tâm tu luyện, thầm nghĩ phải xem xét lại cách tu luyện của mình. Chỉ vì muốn nhanh thăng cấp, không để ý tới nguy hiểm, muốn tiến nhanh lên 5 cánh, bây giờ đã tạo thành nguy hại lớn cho cơ thể. Nếu ngày thường Mục Thiên chắc chắn sẽ tự hào công lực để thăng mạnh mẽ, tuy lúc đột phá phát sinh nguy hại lớn nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vừa rồi hắn vì lĩnh vực cổ quái của Tần Vũ mà bộc phát ra lực lượng toàn thân, rốt cục đưa năng lượng hơn 10 năm tích lũy bộc phát ra ngoài, khiến khỏa nguyên hạch đan điền lúc này của hắn đã xuất hiện vết rách. Thiên nhân tu luyện hoàn toàn là nhờ một hắc điểm bên trong đan điền vốn xuất hiện khi xuất sinh mà dẫn động thiên địa linh khí, từ đó vận chuyển công pháp dẫn năng lượng vào cánh. Theo sự gia tăng của công lực, cái hắc điểm bên trong đan điền kia dần dần lớn lên, chậm rãi chuyển đổi thành nguyên hạch. Tác dụng của nguyên hạch là hấp thu thiên địa linh khí, sau đó chuyển đổi thành lực lượng bản thân thông qua sự vận hành của kinh mạch và vận chuyển năng lượng đến cánh. Mà Tần Vũ lúc đầu phát hiện cái hắc điểm bên trong đan điền kia cũng không có dùng công pháp thiên tộc tu luyện mà trực tiếp tu luyện tinh thần công pháp. Điều này cũng khiến cho tinh vân bên trong đan điền nhanh chóng hình thành. Hiện giờ trong kim hạch kia còn xuất hiện dòng suối màu đen, chính là Tần Vũ lúc này còn chưa có phát hiện gì, cho nên không biết đặc điểm đặc biệt của thân thể thiên nhân. Cánh thì không nói, thế nhưng thân thể thiên nhân cũng cho hắn một điều kiện tốt. Nếu nguyên hạch bị vỡ, cũng có nghĩa là không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, cũng chính là thiên nhân không thể tu luyện, có nghĩa là Mục Thiên không thể tiến vào cảnh giới 5 cánh, càng không thể đạt tới cảnh giới cao nhất của thiên nhân. Nghe Tần Vũ chậm rãi nói, Mục Thiên chỉ cảm thấy mồ hôi sau lưng vã ra như tắm, trong lòng sợ hãi hẳn. Ngay cả Tả Dực một bên nghe được cũng xấu hổ.
Phải biết rằng thiên nhân sau khi tu luyện rất ít khi có người chỉ điểm, cha mẹ bọn hắn cũng chính là sư phụ. Chỉ có sau khi tiến vào cảnh giới bốn cánh mới có tư cách hưởng quyền lợi chính thức của thiên nhân tộc, lúc đó mới có thể nhận được sự bồi dưỡng của một thế lực. Mà trước khi thiên nhân đột phá cảnh giới bốn cánh, tuyệt đại đa số là dựa vào sự dạy bảo của cha mẹ. Có thể nói căn bản không hiểu được thế nào là rèn luyện nguyên lực và thân thể. Sau một thời gian, cũng chính điều này là ẩn họa khiến trong này cảnh giới trì trệ, không cách nào tăng tiến. Đối với Tần Vũ, tương đối mà nói, thiên nhân ngay cả tư cách chỉ đạo cho hắn cũng không thể có. Thứ nhất, kiếp trước Tần Vũ tuy nói là một mình tu luyện, nhưng tinh thần công pháp mà hắn tu luyện, thứ nhất chính là siêu cấp công pháp. Thứ hai, thiên tư hắn cực tốt, bản thân tự sáng tạo ra đoạn sau của công pháp. Hơn nữa, Tần Vũ một đường sát chiến đạt tới cảnh giới trưởng khống giả. Đối với công pháp có thể tự lĩnh ngộ, đối với thiên địa có thể hiểu rõ. So với thiên nhân bình thường có lẽ chỉ có đế hoàng thiên tài mới có thể khó khăn lắm so sánh được với Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ hiểu được thiên nhân và người nhân giới là không giống nhau. Thiên nhân và tu la tộc cùng chung một giống nòi. Tuy nói không gian cũng không phải là giống hệt nhân giới, nhưng mỗi khi tiến vào tầng càng cao càng phát sinh biến hóa. Chỉ là không gian có hỗn độn khí đối với bản thân hắn có tác dụng rất lớn. Cả ngày hấp thu hỗn độn khí tu dưỡng cũng chính là hấp thu linh khí cao cấp nhất trong các vũ trụ. Hắn hiện nay đang thong thả mà cải tạo hỗn độn lực, chỉ người thiên nhân không biết mà thôi. Nhìn Mục Thiên lại lâm vào trầm tư, Tần Vũ mỉm cười nhàn nhạt. Thiên nhân bốn cánh này thừa dịp Mục Thiên đang rung động, Tần Vũ nhanh chóng sử dụng thần thức quét qua một lần, phát hiện tư chất người này còn hơn cả Tình Nhi, trong lòng không thể tin được, có chút kinh hãi. Nếu với tư chất của Tình Nhi có thể tu luyện thành bảy cánh thì Mục Thiên này rất có thể sẽ thành tám cánh, thậm chí còn cao hơn. Tư chất quyết định con đường tu luyện của thiên nhân, loại tư chất này của Mục Thiên rất hiếm thấy. Phốc, Mục Thiên quỳ mạnh xuống đất, nét mặt mang theo vẻ phức tạp, cung kính nói: "Xin đại nhân vì Mục Thiên mà giải trừ ẩn họa, Mục Thiên vĩnh viễn đi theo đại nhân, vĩnh viễn không phản bội." Bị Tần Vũ hí lộng một phen, Mục Thiên hoảng sợ phát hiện nguyên thạch trong đan điền đã bị rạn nứt. Nếu không thể hiểu được như thế nào là lợi dụng thiên địa nguyên khí, không được cao nhân chữa trị nguyên hạch, sợ là hắn đời này cũng không cách nào đột phá cảnh giới năm cánh, chứ đừng nói là mục tiêu cao hơn. Nhìn vẻ mặt Tần Vũ lúc nào cũng nở nụ cười, hơn nữa hắn vừa nghe Tần Vũ nói chuyện, Mục Thiên mặc dù trong lòng chính là không cách nào tiếp nhận Tần Vũ từ nhỏ hơn hắn rất nhiều mà tu vi lại cao thâm hơn, thế nhưng cũng không có kháng cự. Tuổi tuy nhỏ nhưng tu vi mới là mấu chốt, Mục Thiên trong lòng nghĩ thông suốt, tất nhiên hiểu được nếu Tần Vũ tu luyện lâu hơn một chút, sợ rằng nếu đấu lại trận nữ vừa rồi hắn càng thua thê thảm hơn, có lẽ cũng không còn đứng tại đây nữa. Nghĩ vậy, Mục Thiên cũng không còn do dự nữa, vội vàng quỳ xuống đất, mạnh mẽ khẩn cầu nhìn Tần Vũ, trong lòng thầm mong chỉ cần hắn có thể giúp mình giải quyết ẩn họa trong cơ thể, khiến cho mình có thể tiến lên cảnh giới cao hơn, thì việc quy phục hắn thì có đáng gì. Huống chi xem bộ dạng Tần Vũ thế này, tương lai nhất định phát triển rất cao, sợ rằng đặt tới cảnh giới nào cũng rất khó nói. Tần Vũ thấy Mục Thiên rốt cuộc cũng đã thông suốt, trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng trên mặt lại thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: "Giúp ngươi trừ ẩn họa cũng không phải là không thể, chỉ là Mục Thiên ngươi sau này có thể vĩnh viễn đi theo ta không? Cái này sao có thể cam đoan đây?" Sắc mặt Mục Thiên có chút khó coi, Tần Vũ nói như vậy rõ ràng là không tin hắn, nhưng nếu đổi lại là hắn, nếu chỉ nghe một lời mà đã hoàn toàn tin, vậy thật chẳng phải là kẻ ngốc hay sao? Suy nghĩ một lát, Mục Thiên tay phải áp lên ngực trái chỗ trái tim, trịnh trọng nói: "Có trời đất chứng giám, ta Mục Thiên ở đây thề từ nay vĩnh viễn đi theo Tần Vũ đại nhân, quyết không thay đổi. Nếu trái lời, trời đất không dung." Một đạo bạch quang đột nhiên từ đỉnh đầu Mục Thiên bay lên, bạch quang chói mắt, tự hồ có chút tia linh hồn của hắn từ từ bay tới người Tần Vũ. Tần Vũ vươn tay phải bắt lấy đám bạch quang, nhất thời trong đầu lập tức hiểu rõ tất cả về Mục Thiên. Trong lòng Tần Vũ có chút kinh ngạc, thiên nhân cũng có thể ước linh hồn thế này, vậy tại sao bọn Cam Vân lại không biết? Tựa hồ thấy Tần Vũ nghi hoặc, Mục Thiên cũng mang vẻ mặt khó hiểu nói: "Đại nhân, khi thiên nhân chúng ta thể ước thì linh hồn bản thân theo lời thề mà phân tán thành nguyện lực trong thiên địa, nếu như trái lời lập tức sẽ bị thiên địa trừng phạt, thế nhưng chẳng biết vì sao vừa rời mới thề nó lại trực tiếp tiến vào trong thân thể ngài." Tần Vũ suy nghĩ hồi lâu cũng là không thể hiểu, hắn hôm nay đã lĩnh ngộ một phần năng lực tự nhiên, khoảng cách với thiên đạo chính thức còn khoảng cách rất lớn, cũng không hiểu thiên địa đối với lời thề này nữa. Suy nghĩ một lúc cũng không ra cái gì, liền lắc đầu tạm thời gác lại chuyện này, đợi sau này tu vi cao hơn sẽ tính sau.
Nhìn Mục Thiên, Tần Vũ biết hắn hôm nay đã hoàn toàn nghe lệnh của mình. Hơn nữa, tầng bạch quang kia khiến cho Tần Vũ cảm giác được chính mình có thể tùy ý mà giết hắn. Tần Vũ mỉm cười nói: Mục Thiên, nếu ngươi thật lòng quy phục ta, Tần Vũ ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi ta xử lý xong hai thiên nhân này, sẽ nói cho ngươi biết cách chữa trị nguyên hạch của ngươi. Mục Thiên gật đầu, nhưng lập tức lại do dự, nhẹ giọng nói: Đại nhân, Tả Dực là người của ta, từ nhỏ đã theo ta tu luyện, cho nên rất là thân thiết. Tần Vũ chính là không thể chịu được những lời này, liền khoắt tay nhàn nhạt nói: Đã như vậy, hai người này giao cho ngươi xử lý đi. Nếu Tả Dực cũng quy phục chúng ta, sau đó phát ra lời thề kia, sẽ không có chuyện gì, còn người kia tự ngươi giải quyết. Dứt lời, thân ảnh Tần Vũ vừa động đã tới phía trên mỏm núi, yên tâm Mục Thiên sẽ xử lý mọi chuyện. Mục Thiên ánh mắt lập tức nhìn về phía Tả Dực, ánh mắt băng lãnh như đạp vào da mặt hắn. Đại nhân, Tả Dực vĩnh viễn đi theo ngài, ngài đi tới đâu, Tả Dực cũng sẽ đi theo tới đó. Tả Dực không phải kẻ ngu ngốc, với tình hình hôm nay, chỉ cần nói ra điều không phục, nhất định sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Huống chi từ trước đến nay, hắn vẫn theo cạnh Mục Thiên, đến bây giờ đã thành thói quen, Mục Thiên làm cái gì, Tả Dực nhất định làm theo. Mục Thiên gật gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười lãnh thanh nói: Tần Vũ đại nhân đã để chúng ta tự xử lý, không nên để hắn thất vọng. Dứt lời, bàn tay hắn hiện lên một quả cầu năng lượng màu trắng, lập tức đập lên đầu Hữu Dực. Chỉ thấy quang mang màu trắng lóe lên đầu của Hữu Dực nát bấy, còn lại thân thể vô lực nằm trên mặt đất. Tả Dực cũng không chút nào chậm trễ, liền một quyền đánh ra, thân thể của Hữu Dực nọ trong nháy mắt hóa thành khói, phảng phất Hữu Dực chưa từng tồn tại, không còn chút dấu vết. Thấy hai người đã làm xong mọi chuyện, Tần Vũ thu hồi Kiền Khôn đại trận, đưa hai người đến phía sau mỏm núi nói: Những người này đều là bằng hữu huynh đệ sau này của các ngươi, bọn họ lúc này đang tu luyện, mà sắp tới chắc là các ngươi cũng muốn vậy. Tả Dực cũng đã phát thệ, cũng giống với Mục Thiên, một phần linh hồn hắn đã nhập vào trong cơ thể Tần Vũ, cho nên Tả Dực không thể giấu giếm điều gì cả, trực tiếp nói với hai người: Bọn họ bây giờ mặc dù bản thân là người thiên tộc, nhưng công pháp tu luyện đã vượt qua khỏi phạm trù công pháp của thiên tộc. Ta có cải biến một chút, có thể khiến tu vi các ngươi nhanh thăng tiến, cũng sẽ truyền thụ lại cho các ngươi. Mục Thiên và Tả Dực liếc nhau, lại nhìn qua phía bọn Tình Nhi đang toàn tâm tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ thấy trên đỉnh đầu 6 người bọn họ có một dòng suối chảy không ngừng. Mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo thiên địa linh khí theo dòng suối mà tiến vào thân thể họ. Trên cánh sau lưng, quang mang màu trắng càng ngày chói mắt, rõ ràng có thể thấy tốc độ tu luyện của những người này cực nhanh. Tốc độ khiến hai người không thể nào tưởng tượng được. Giọng nói Tần Vũ lại vang lên bên tai hai người: Ta phát hiện công pháp thiên nhân tộc sau khi cải biến, khi các ngươi tu luyện sẽ phát hiện thân thể càng ngày càng cường hãn, có thể hấp thu thiên địa linh khí ngày càng nhiều. Phải biết rằng các ngươi tu luyện bản thể phải cực kỳ mạnh mẽ, nếu bản thể không đủ mạnh thì không có cách nào hấp thu nhiều linh khí đâu. Mà về nguyên hạch của các ngươi, ta cũng đã thay đổi nguyên hạch bên trong đan điền của những người này, khiến cho tốc độ chuyển đổi thiên địa linh khí gấp 10 lần so với thiên nhân bình thường. Nói cách khác, bọn họ trong lúc chiến đấu có thể rất nhanh hấp thu thiên địa linh khí, chuyển đổi thành lực lượng bản thân, thậm chí có thể hấp thu trực tiếp thiên địa linh khí đánh địch. Nghe giọng nói chậm rãi của Tần Vũ, Mục Thiên và Tả Dực chỉ có một ý nghĩ: có một chủ nhân như vậy thì còn muốn gì hơn đây. Mục Thiên suy nghĩ một lát rồi lại nghi hoặc hỏi: Đại nhân, vì sao ngài không có cánh? Vấn đề này cũng là điều thắc mắc của Tả Dực. Phải biết rằng trong cả thiên nhân tộc không có thiên nhân nào là không có cánh, mà nếu là thiên nhân không có cánh chim thì khác gì phế nhân. Tần Vũ trước mắt đâu có giống một phế nhân. Tả Dực hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ cần Tần Vũ muốn giết hắn, sợ rằng cũng cực kỳ dễ dàng. Tần Vũ có chút sững sờ, trong lòng cũng buồn rầu. Không có cánh tại thiên giới này đúng là chuyện khiến người ta chú ý, không tránh khỏi nhiều phiền toái, đối với con đường trước mắt của hắn càng là trở ngại lớn. Nhìn thấy vẻ mặt Tần Vũ có vẻ buồn bã, Mục Thiên còn tưởng rằng Tần Vũ đối với câu hỏi của hắn đã có chút giận dữ. Nghĩ đến tính mạng ngày hôm nay đang nằm trong tay hắn, trong lòng hoảng hốt vội vàng quỳ xuống. Tần Vũ buồn rầu, sau hồi lâu thấy Mục Thiên sợ hãi quỳ trước mặt, không khỏi tò mò thấp giọng nói: Ngươi làm gì vậy? Sau này không có việc gì không lên quỳ, ta không thích như vậy đâu. Mục Thiên khó khăn đứng dậy, nét mặt do dự đồng thời lo lắng nói: Đại nhân, thuộc hạ thật sự không nên hỏi về chuyện đấy, xin đại nhân thứ tha. Tần Vũ đưa mắt nhìn Mục Thiên một lúc lâu mới tò mò hỏi lại: Cái gì không nên hỏi? Ta không biết. Được rồi, theo như ngươi hỏi là ta không có cánh chim, ta không có, trời sinh đã không có rồi.
Tần Vũ nhíu mày, tuy trong lòng không ham muốn cánh của thiên nhân, nhưng nếu không có nó, khi hành tẩu tại thiên giới này, thực sự là không được tự do, có chút buồn bực nói. Mấy cái cánh đáng ghét này, như thế nào mới có thể mọc ra? Mục Thiên và Tả Dực nghe được, hai mắt nhìn nhau, cho tới bây giờ không có nghe nói qua thiên nhân lại không có cánh, chẳng lẽ Tần Vũ đại nhân quả thật là thiên nhân sao? Đại nhân, kỳ thực cánh có thể biến ảo. Tả Dực tương đối thông minh, suy nghĩ một chút liền cười nói, cánh của chúng ta một khi tiến vào cảnh giới năm cánh thì cánh sẽ biến ảo mà thành, cũng không phải là thực tế mọc ra. Mục Thiên cũng cười nói, đúng vậy, nếu như mọc cánh nhiều như vậy, chẳng phải thiên nhân chúng ta thành cái vật hết cả sao? Đại nhân, ngài xem đôi cánh thứ năm của ta vốn đã xuất hiện một tia ảo ảnh, kết quả là bị ngài đánh cho tiêu mất rồi. Vừa nói, hắn vừa xoay người cho Tần Vũ xem lưng. Tần Vũ nghe hai người nói, trong lòng cũng rung động, âm thầm tự trách mình, vì sao không sớm nghĩ ra điểm này. Không có cánh thì dựa vào công pháp kiếp trước của mình, muốn luyện hóa ra một đôi cánh quả thật dễ như trở bàn tay. Tần Vũ vô vỗ cái chán, trong lòng cũng hiểu được, không thể tưởng tượng được cánh lại biến ảo, cũng không phải vì hắn suy nghĩ không cặn kẽ, mà là khả năng này của thiên nhân thật không thể nghĩ tới. Cũng bởi vì thế này mà hắn lại tự hỏi mình như thế nào có thể kiềm chế lại đôi cánh phía sau tình nhi. Hôm nay bị hai người đả thông, Tần Vũ thông minh, lanh trí, tất nhiên là rất nhanh có thể tìm ra phương pháp huyễn hóa ra cánh. Tinh thần lực bên trong đan điền vừa động, sau lưng đã xuất hiện một đôi cánh trong suốt. Thử vẫy vẫy hai cái, có thể cảm nhận được trong lúc đó có ma sát. Tần Vũ cười nói, thế nào? Hai người chắp tay lên trước. Mục Thiên cười nói, đại nhân quả là thiên tư bất phàm, đúng là không cần nói cũng có thể huyễn hóa ra. Tần Vũ cười cười nói, đáng tiếc lực lượng ta không đủ, chỉ có thể hóa ra một đôi cánh, bất quá chỉ cần có một đôi cánh cũng sẽ không khiến người khác chú ý đến. Cũng trong lúc đó, đứng trước vết nứt lớn, Đế Tuyết Phong và Đế Ngạn Hồn toàn thân phát ra quang mang nhu hòa mà rất thuần tịnh, hai cỗ áp lực như là chống lại áp lực của thiên khanh. Cùng chúc hai vị phương tử đi đường thuận lợi. Bên cạnh Băng Băng là Hỏa Dực Thiên Vương và hai vị vương tử kia đang đứng đối diện vết nứt lớn, nét mặt phảng phất mang theo nụ cười chân thành, chúc hai người Đế Tuyết Phong lên đường an toàn. Đế Tuyết Phong gật đầu, mặc dù bọn hắn có ngầm bất hòa với nhau, nhưng bên ngoài tuyệt đối nhất trí, căn bản sẽ không bởi vì mâu thuẫn nội bộ mà đối địch với nhau, khiến người ngoài nhân cơ hội mà làm loạn. Cho nên lúc này hắn và Đế Ngàn Hồn sắc mặt cũng rất là chân thành. Bốn vị xin dừng bước, ta và nhị đệ chẳng biết bao giờ sẽ trở về, nên cũng không cần ở chỗ này chờ đợi chúng ta. Đế Tuyết Phong cười, toát lên khí khái làm cho người khác phải mê mẩn. Nhìn Hỏa Dực Thiên Vương đứng ở phía sau hai vương tử kia, nhàn nhạt nói, hai vị đệ đệ tuổi còn nhỏ, Thiên Vương nếu không có chuyện gì, sớm đưa bọn họ về Hỏa Dực Thành, tránh xuất hiện điều ngoài ý muốn, chọc giận cha ta. Hỏa Dực Thiên Vương lúc này mỉm cười, vẻ mặt rất tự tin nói, đại vương tử xin hãy yên tâm, Hỏa Dực tự nhận tu vi mình không kém, cam đoan có thể khiến nhị vị tiểu vương tử tuyệt đối an toàn. Thật ra đại vương tử và nhị vương tử phải cẩn thận một chút, nghe nói Tu La tộc những năm gần đây xuất hiện rất nhiều thiên tài, tu vi tiến cực nhanh, hơn nữa bọn họ cực kỳ thù hận thiên nhân chúng ta, cho nên nhất định phải cẩn thận. Đế Tuyết Phong ha ha cười, tự hào nói, ta Đế Tuyết Phong hôm nay đã là thiên nhân 7 cánh, sắp tiến vào cảnh giới 8 cánh rồi, sao có thể sợ hãi bọn Tu La tộc nhân yếu nhược như vậy, huống chi đế quân của bọn họ đã sớm không còn bóng dáng, nói không chừng đã chết hay chưa còn khó nói, bây giờ ngoại trừ Tu La nữ vương còn ai có thể gây khó khăn cho ta đây. Ánh mắt nhìn về phía trên thiên khanh, quang mang trong mắt Đế Tuyết Phong lóe lên, toàn thân tản ra khí tức bàng bạc mãnh liệt, nhàn nhạt nói, thời gian không còn sớm nữa, huynh đệ ta xin cáo từ. Bốn người đồng thời hướng về Đế Tuyết Phong và Đế Ngàn Hồn hành lễ. Cho dù nói thế nào, hai người này cũng là vương tử sùng ái nhất của đế quân, huống chi nói về tu vi thì hai người này tại cả thiên giới không phải là thấp, hành lễ cũng không phải là quá đáng. Đế Tuyết Phong nhìn Đế Ngàn Hồn nhẹ giọng nói, Ngàn Hồn theo sát ta, thiên khanh này tuy nói không phải là mạnh, nhưng vẫn nên cẩn thận, có thể tiết kiệm được chút khí lực. Đế Ngàn Hồn nét mặt lạnh băng, nay cũng đã nở nụ cười, không có nói gì. Từ trước khi tới thiên khanh này, tất cả mọi khẩu chiến đều do Đế Tuyết Phong phụ trách. Một mặt là vì Đế Ngàn Hồn bản thân đã cực kỳ lãnh đạm, ngoại trừ là trước mặt người đại ca Đế Tuyết Phong có phần quan tâm đến hắn này ra, thì ngày thường đều lạnh lùng trầm mặc ít nói. Một mặt cũng là để tự bảo vệ mình. Đế quân thiên nhân tộc cũng chính là cha hắn, ngày nay có ít nhất 30 người vợ. Đế Ngàn Hồn và Đế Tuyết Phong là huynh đệ cùng thân mẫu.
thân mẫu bọn họ chính là muội muội của đế quân Tu La tộc đã biến mất kia. Lúc trước cũng là vì duy trì hòa bình hai dân tộc mới bị vị đế quân kia, hay cũng chính là Thiên Mông tại nhân giới sau này mang cả cho đế Thích Thiên. Mà các huynh đệ còn lại của bọn hắn đều có thân mẫu. Hai vị đệ đệ lúc trước mẫu thân chính là tỷ tỷ của Hỏa Dực Thiên Vương, đàn bà thiên nhân tộc, tướng mạo rất bình thường. Hỏa Dực Thiên Vương gia thế rất lớn, cả gia tộc tại Hỏa Dực Thành cơ hồ đã sống hàng ngàn năm, thế lực đã ăn sâu bám rễ bên trong Tử Dực Thành. Đế Thích Thiên tuy nói tu vi chí cao vô thượng, chính thức đứng đầu thiên nhân tộc, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là đơn độc, không có thế lực thực tế. Nếu muốn đưa cả thiên giới này nằm trong tầm kiểm soát, nhất định phải nhờ vào các thiên vương tại các thành trì. Tuy nói hắn có thể tự do bổ nhiệm người, không dây dưa với các thế lực lớn làm thành chủ, nhưng nếu muốn làm như vậy rất dễ khiến các bậc trưởng lão trong thành không hài lòng, lúc đó ổn định thiên giới quả thật rất khó. Đế Thích Thiên bản thân cũng không có hứng thú đến cái uy quyền kia. Hắn hôm nay tuy đảm nhiệm đế quân thiên nhân tộc, nhưng trong lòng chỉ muốn từng bước lĩnh ngộ thiên đạo, tiến vào cảnh giới 10 cánh. Mà đế hoàng gần đây nhất có tư cách tiến vào bên trong thiên thần điện, tiếp nhận tinh thần lạc ấn của các tổ tiên thiên nhân tộc cũng là ngàn vạn năm trước, thậm chí hơn 10.000 diễn kỷ. Tinh thần lạc ấn này tích lũy phần lớn kinh nghiệm và phương pháp của tổ tiên thiên nhân đã theo đuổi cái thiên đạo hư vô mờ mịt kia. Một khi có thể hấp thu nó, bất luận là kẻ nào cũng đều trở thành đẳng cấp 10 cánh, chính là thành tựu thiên đạo. Có thể nói không chút khoa trương rằng tinh thần lạc ấn đang phiêu phù tại tinh thần điện này mới là thứ quý giá nhất trong cả thiên nhân tộc. Nó đại diện cho lịch sử thiên nhân tộc. Đế Thích Thiên chỉ là hấp thu một phần trong đó mà đã trở thành 9 cánh, ngày nay nắm được một phần thiên đạo uy thế vô cùng. Cho nên hắn đối với quyền lực, quyền lợi thế tục cũng không quan tâm lắm. Ngoại trừ Tả Dực Thiên Vương là do hắn ngoài ý muốn bổ nhiệm mà thành, còn lại trong số 7 thiên vương tại các thành đều là do thế lực tại các thành đó tiến cử mà nên. Hắn không thể can dự vào chuyện này. Đương nhiên bản thân hắn là đế quân của thiên nhân tộc, uy thế chí cao vô thượng, mấy thiên vương kia trước mặt hắn cũng không dám bất kính. Việc cưới thiên nhân tộc nữ tử đối với Đế Thích Thiên mà nói, muốn hiểu thiên đạo không có gì là khó. Để thiên nhân tộc ổn định, Đế Thích Thiên cũng không quan tâm nữ tử này thế nào, chỉ cần có thể khiến cho thiên giới ổn định để cho hắn chuyên tâm tu luyện, thấu hiểu thiên đạo. Cho nên Đế Thích Thiên tổng cộng có 10 người con trai, mặc dù nhi tử không ít, nhưng Đế Thích Thiên bản thân cũng là sùng ái Đế Tuyết Phong và Đế Ngàn Hồn nhất. Đế Tuyết Phong nhũ quang màu trắng trong nháy mắt bao phủ Đế Ngàn Hồn vào trong, đột nhiên tiến vào thiên khanh. Bên ta hai người truyền đến một tiếng giống như va chạm vào một cái gì đó, liền tiến vào một thế giới khác. Đế Ngàn Hồn lần trước chính là tại đây cướp đi Tu La tộc mỹ nữ, cho nên đối với tình huống này cũng không có gì xa lạ. Đế Tuyết Phong càng quen thuộc, thiên khanh này hắn đã đi qua nhiều lần, có thể nói kinh nghiệm của hai huynh đệ phong phú vô cùng. Một cỗ lực lượng cổ quái bạo ngược trong nháy mắt phóng tới hai người, mang theo tiếng rít chói tai, nếu thần kinh không vững nhất định sẽ rối loạn. Đế Tuyết Phong nhẹ nhàng cười, kéo tay Đế Ngàn Hồn, đôi cánh phía sau vỗ mạnh, hai người đã xuất hiện ra mấy trăm dặm phía trước. Thiên khanh từ ngoài nhìn lại tựa hồ chỉ là một tầng năng lượng mỏng manh ngăn cách giữa thiên nhân tộc và Tu La tộc. Nếu không có kinh nghiệm mà đi qua nơi này, khẳng định là sẽ nghĩ chỉ cần phất tay là đã có thể thuận lợi đến nơi Tu La tộc. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Sở dĩ nơi này tên là Thiên Khanh mà không xưng là Thiên Mô, chính là trong đó có ẩn tình. Thiên Khanh đã hình thành một không gian độc lập. Một khi từ ngoại giới tiến vào nơi này, lập tức thiên địa linh khí hỗn loạn. Nếu không cẩn thận sẽ bị thiên địa linh khí bạo ngược đó nghiền nát. Mà không gian hỗn loạn của Thiên Khanh cũng là vô cùng phức tạp. Nếu chưa có kinh nghiệm đi qua một lần nào, nếu là lần đầu tiên, khẳng định là bị lạc, còn lâu mới có thể tìm thấy đường ra. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.